Em chào tất cả cô chú anh chị em nhé, trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Thì hôm nay lên cho anh em con Zangma NS110 bạc đảng anh em nhé. Máy là bao zin cho anh em nhé, bao chất lượng nhé. Nó hơi lem lem chóc nước sơn tí xíu anh em nhé. Vì thường thường ba cái máy bự về nó thường thường nó chóc nước sơn như vậy anh em nhé. Bô nó có sáng nha, nắp lát là ok ha. Máy cũng còn rất là ok, rất là chinh chiến nha. Cho anh em nào cần thì liên hệ ha. Con này NS110 bạc đạn anh em nhé. Này, tổng thể đằng sau của nó này. Bánh chân rất là bự, rất là dày ha. Đấy. Đây, cái mã số lốc của nó 808338. 808338 ha. Đằng sau nó ha, máy còn ok nha. Bên Nhật không biết nó xài cái gì mà chanh cây này, chanh cây của nó luôn anh em nhé. Về đúng như trang như vậy nha. Đấy. Rồi em về test máy cho anh em xem ha. Em quay sơ lược cho anh em cái gì nha. Máy này thì anh em nào mua thì liên hệ trực tiếp với Trọng Dương ha. PS anh em này ha. Vòng tua của nó là hai cái này anh em mà chạy đi vô phát điện từ 5,5 kg 6 kg là ok đó. Đây chạy phát điện rất là ok nha. Lớp vàng hàng quân đội anh em nhé, lớp vàng màu xanh quân đội nha. Vệ sinh sạch sẽ cho anh em nhé, anh em chỉ có việc về thay nhớt và chạy thôi ha. Anh em nào kỹ thay nhớt không? Khói bao thôi cho anh em. Anh em nào cần liên hệ gặp được ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Bao khói cho anh em nhé. Khói là bao nhé.